Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem toàn cảnh khu nhà tôi ở nhé. Cũng như là đúng theo tiêu đề đó là nhà thầy giáo vùng cao có những gì nha các bạn nhé. Đấy, nhà tôi thì ở trên mấy mom đồi. Đấy, hai bên đường thì được trồng sắn hết rồi các bạn ạ. Ở trên vườn thì toàn là sắn thôi các bạn nhé. Tôi không trồng nhiều cây ăn quả gì mấy đâu, bởi vì trong những năm trước đây có trồng cam, nhưng mà cam mấy năm nay nó không 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 phát triển được các bạn ạ, nó toàn bị chết thôi, toàn bị lá vàng thôi các bạn ạ. Đây chính là nhà tôi ở nha các bạn nhé. Đấy, ngôi nhà sàn đơn sơ vách nứa nha các bạn nhé. Đó. Đây, đây là bố tôi và mẹ tôi và con cái này, vợ này. Đấy, nói chung là cả gia đình tôi. Đấy, giới thiệu mọi người nha. Đấy, đây giới thiệu với mọi người, đây là cái cây cột này nó hơn tuổi tôi rất nhiều nhá. Cái cây cột này nó phải được 70 năm rồi nha các bạn nhá. Đấy, cái nhà này là nhà cổ đấy các bạn ạ. Đấy, nhà tôi trước đây mua lại một gia đình của nhà ông bác, và cũng từ đó đến giờ thì cũng chưa sửa sang gì đâu các bạn ạ. Chưa sửa sang được gì nhiều mấy. Nói chung là cái về cái khung thì không thể sửa được các bạn ạ, không thể thay được. Đó. Đây là chân cột giờ mục hết rồi các bạn ạ. Đó. Mấy cái này thì thay được nhưng mà cũng chưa 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 thay các bạn ạ. Chắc là cuối năm nay nhà tôi mới thay. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, đây là cái cầu thang. Đấy. Đây là dưới gầm sàn các bạn ạ. Dưới gầm sàn nhà tôi thì trống không thôi các bạn ạ, để xe, để linh tinh, để gạo, thóc dưới. Đấy. Mời các bạn lên nhà cùng tôi nhé. Đây, các bạn thấy không? Nhà tôi tất cả những cái cây gỗ này nó đều bị mục và mọt hết rồi nha các bạn nhé. Bởi vì nó quá lâu rồi. Những cái cây này toàn từ 6-70 năm trở lên rồi các bạn ạ. Đấy, trong nhà thì nhà tôi thì ráp bằng 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 cái cây tre nha các bạn nhé, cây tre, cây vầu. Đấy, đây là ảnh cưới của tôi và em gái tôi. Đấy, vợ chồng em gái tôi. Đây là ảnh cưới của tôi nha các bạn nhé, được hơn 10 năm rồi đấy các bạn ạ. Chả có gì ngoài điều kiện là tranh tre vách nứa. Nhà tôi thì lên nhà thì thoải mái quăng dao, không sợ chúng cái vật gì nó có giá trị bị hỏng nhé các bạn nhé. Đấy, đúng là vườn không nhà trống nha các bạn nhé. Có mỗi cái tivi, có mỗi cái tivi, có ba cái tivi nhưng có mỗi cái còn sử dụng được các bạn ạ. Đấy, và bên này thì nhà tôi để thóc các bạn ạ. Đấy, có một bộ bàn ghế đều đều. Đấy, nhưng mà được cái là nhà sàn thì ra cửa sổ thì có cái điểm view rất là hay các bạn ạ. Đấy, đây nhà tôi nhìn ra cánh đồng rất là rộng luôn. Tuy nhiên là cái cây cối bây giờ nó mọc nhiều ấy các bạn ạ, thế nên là cũng không quan sát được nhiều, bởi vì ở cái máy cày quay này tôi quay góc rộng, thế nên là nhìn nó không được rõ, các bạn thông cảm nhé. Đấy, đây đây là tivi từ thời Napoleon nha các bạn nhé, Panasonic đấy các bạn ạ. Đấy, chết hết rồi, không 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 mở được nữa rồi các bạn ạ, tivi hỏng hết rồi các bạn ạ. Đây là buồng tôi đang sửa, chuẩn bị đến mùa đông rồi tôi phải che chắn rồi. Đây bên này cũng có thóc này các bạn ạ. Nhà tôi thì để cả thóc dưới gầm sàn và trên nhà nhé các bạn nhé. Thóc thì thoải mái ăn, tội tiền không có mấy đâu các bạn ạ. Đó. Nhà ngoài hai cái tủ lạnh ra chả có gì các bạn ạ. Nói đùa thôi các bạn ạ, cái này nó hỏng rồi các bạn ạ.
Có một cái này hỏng rồi, còn được mỗi cái đen đen nữa thôi. Đấy, đây bếp củi cho các bạn nhá. Đấy, các bạn nào hay đun bếp củi bếp lò thì ta sẽ biết cái bếp ở trong bản, ở trong nhà nông thôn nó như nào. Đấy, thường mỗi một gia đình thì phải có một cái bếp lò để đun nấu thức ăn, như là nấu cám lợn. Đấy, mẹ tôi đang nhóm bếp để nấu cơm này. Bây giờ cũng chuẩn bị trưa rồi nên là nhóm bếp nấu cơm. Đấy, các bạn thấy không? Cái ống này này để chuyên để thổi thổi lửa rất hiệu quả nhé. Đấy, cái ống này nó không bị vỡ như cây vầu, cái vầu nó mà khô đi ấy, thì mình để vào gần bếp này nó hay bị cháy, như là nó bị thi thoảng nó bị nứt. Nhưng cái ống nhựa này thì nó không bị nứt các bạn ạ, nó chỉ méo đi thôi, nếu nóng quá thì nó cũng cháy. Đấy, bếp củi các bạn thích không? Một số bạn ở vùng xuôi thì chúng ta đun bằng rơm, nhưng mà nhà tôi thì ở trên núi nên là có nhiều củi lắm các bạn ạ. Củi thoải mái đun nha các bạn nha. Củi đun thoải mái. Đấy, các bạn thấy lửa cháy to không? Cháy rất là thích nhỉ. Đấy, nấu cơm nấu nước thì bằng bếp củi này nó rất là ngon nha các bạn nhé. Đây là bên bếp ga rau. Các bạn xem tủ lạnh này. Đấy, trong tủ chả có gì đâu, toàn thức ăn vớ vẩn. Đấy, đây là cầu thang đi lên này, cầu thang đi lên nhà. Nhà sàn trước đây nhà tôi thì là bếp ở trên nhà các bạn ạ, nhưng mà trong những năm gần đây kiểu tôi cũng chuyển cái bếp xuống dưới này. Đấy, chỗ này để rửa ráy, như là mình mổ cá mổ ghét linh tinh, mình làm rau ở chỗ này nó rất là tiện. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái đuôi cá nhiều không ạ? Các bạn thấy đuôi cá nhà tôi nhiều không? Đấy, cái đuôi này là toàn cá ao thôi các bạn ạ, không phải cá sông đâu. Đấy, nhà tôi có một cái ao, thế thi thoảng cũng bắt vài con về ăn các bạn ạ. Đấy, đây là cho các bạn ngó qua một chút cái vườn nhà tôi nhá. Đấy, cái ao bên dưới kìa. Đấy, các bạn thấy ao không? Ao bé bé thôi các bạn ạ, nhưng mà cá to phết đấy. Đấy, đằng sau thì toàn là đồi cọ thôi, đồi cọ rừng chè, nhưng mà nhà tôi không có chè mấy, nhà tôi chè ít lắm. Đấy, các cây cọ cao tôi mấy lần định chặt đi rồi nhưng mà thôi cứ để cho nó đẹp các bạn ạ. Thực ra là bây giờ vườn cũng không biết trồng cái cây gì để cho nó tốt được các bạn ạ, ngoài trồng sắn ra tôi chưa nghiên cứu được ra trồng loại cây gì. Đấy, nhà tôi có 3 con lợn nha các bạn nha. Đấy, 3 con lợn, 2 con lợn trắng, 1 con lợn bản đây này. Đấy, con này con lợn rừng ấy, nó sợ người lắm. Đấy, con này con lợn bản các bạn ạ. 2 con lợn lai. Đấy, vườn nhà tôi toàn sắn thôi, chả có cây gì. Đấy, nhà sàn này, nhà sàn đơn sơ nhá. Đấy, ngôi nhà mà gắn bó với tuổi thơ cũng như là rất nhiều ký ức về nó. Tôi lớn lên từ căn nhà này đấy các bạn, đến bây giờ vẫn ở với căn nhà này. À đây, giới thiệu với mọi người, đây là một cái dụng cụ để bơm nước của ngày xưa. Chắc là những năm 96, 97 đến năm 2000, 2001 đến 2005 thì các bạn biết cái bơm này rồi đúng không ạ? Lúc đấy máy móc nó ít đây, máy bơm nó ít nên là nhà tôi toàn dùng cái máy bơm này thôi. Còn bây giờ thì tôi dùng nước giếng khoan rồi các bạn ạ. Đấy, cắm trực tiếp máy bơm vào ổ điện này. Đấy,
cái giếng khoan này đấy thì bơm trực tiếp lên bể các bạn ạ. Dây điện chưa có cột đây này các bạn ạ. Ở trong thôn bản thì toàn lấy cây để làm cột điện thôi các bạn ạ. Đấy, nhà tôi thì lợp bằng mái lá úp bờ lô đây, dưới gầm sàn đây này các bạn. Các bạn thấy gầm sàn đẹp không? Đấy, vườn không nhà trống, chẳng có gì. Có mỗi hai xe. Vợ tôi đi một cái rồi, tôi một cái này để đi làm. Mỗi hai cái xe là có giá trị. Còn chả có cái gì các bạn ạ. Đấy. Đây. Cho các bạn nhìn lại qua nhà tôi một chút nhé. Đấy. Đây là toàn bộ khung cảnh nhà tôi nhé. Khu nhà tôi ở nhé. Đấy. Các bạn có thấy đẹp không? Thực sự là ở nông thôn thì nó rất là yên tĩnh các bạn ạ. Đấy. Ở đây được cái yên tĩnh lắm. Cách xa đường. Nhà tôi cách xa đường khoảng một cây mới ra đến đường quốc lộ 2 nha các bạn nhé. Đường đi Hà Nội ấy. Hà Giang, Hà Nội. Đây gọi là quốc lộ 2 các bạn ạ. Và giới thiệu với các bạn luôn là nhà tôi thì ở thôn Tân Mỹ nha các bạn nha. Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nha các bạn nha. Đấy. Không nói giấu giếm các bạn một điều gì luôn. Đấy. Đây là đúng địa chỉ nhà tôi luôn nhé. Ở tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đó. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Năm nay đã được gần 40 năm rồi các bạn ạ. Đấy. Đây là con đường đất, đường mòn các bạn ạ. Từ đây đi ra đường bê tông còn mất khoảng hơn 100 mét nữa các bạn ạ. Đấy. Đường bê tông tít ngoài kia kìa. Chỗ mấy cây xoan đằng ngoài kia các bạn ạ. À, bên dưới này là cánh đồng. Toàn ruộng lúa thôi. Mùa này bà con gặt hết rồi. Đấy. Nhưng mà chưa 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 nhà nào cày lên để trồng các cái loại cây nông sản như là ngô, lạc, đỗ. Đấy. Có lẽ là tôi xin phép kết thúc video tại đây nhé các bạn nhé. Đấy, đây là toàn bộ khung cảnh nhà tôi nhé. Đấy, tôi không nói dối mà cũng không giấu giếm các bạn một điều gì nhé. Đây chính là nhà của thầy giáo vùng cao đấy. Đấy, tôi đi dạy cách nhà tôi gần 200 km các bạn ạ. Đấy. Đi lên bản vất vả lắm. Trên bản thì tôi có thuê một cái căn nhà ở trên 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 cái huyện mà tôi công tác ấy. Đấy. Còn đây mới là nhà chính của tôi nhá. Đấy. Đây mới là nhà chính. Tôi thì là con út. Do vậy tôi ở với ông bà. Đấy, tôi ở với bố mẹ. Nha các bạn nhá. Rồi. Tôi xin phép kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy video của tôi hay thì like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh và ủng hộ cho tôi thật nhiều nhé các bạn nhé. Thực sự là nhà thầy giáo vùng cao rất là nghèo các bạn ạ.